Ronaldo gửi thông điệp xúc động động viên Neymar. Ronaldo đã gửi thông điệp xúc động an ủi và động viên Neymar vượt qua thời khắc khó khăn tại World Cup 2022. Siêu sao người Brazil, Neymar đã phải vật lộn với chấn thương mắt cá chân trong chiến thắng mở màn World Cup 2022 của đội nhà trước Serbia. Những nghi ngờ về việc Neymar kịp bình phục để tiếp tục thi đấu cho tuyển Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngày càng gia tăng. Neymar đã được huyền thoại bóng đá Brazil và thế giới Ronaldo gửi thông điệp đầy xúc động trong bối cảnh có lo ngại rằng World Cup 2022 của Neymar có thể đã kết thúc. Neymar được rút ra nghỉ ở phút thứ 80 trong chiến thắng 2-0 của Brazil trước Serbia với mắt cá chân sưng tấy. Truyền hình khi đó bắt được khoảnh khắc Neymar ngồi trong khu vực kỹ thuật của tuyển Brazil ôm mặt khóc. Neymar được các bác sĩ chẩn đoán chắc chắn sẽ vắng mặt đến hết vòng bảng World Cup. Nhưng tình hình chấn thương của Neymar ngày càng nghiêm trọng. Hôm qua, mùng 1 tháng 12, truyền thông Brazil đưa tin chấn thương của Neymar nặng hơn dự kiến và có vẻ anh không kịp trở lại ở vòng 1/8 của World Cup 2022. Đến hôm nay, mùng 2 tháng 12, có thông tin cho rằng dây chằng ở mắt cá chân của Neymar có thể đã bị tổn thương. Nếu thật sự là vậy, siêu sao 30 tuổi của PSG có thể phải mất 3 tuần mới bình phục. Điều đó sẽ khiến Neymar phải chạy đua với thời gian để có đủ sức khỏe tham dự trận chung kết World Cup 2022. Nếu Brazil tiến xa đến vậy ở giải đấu lớn nhất hành tinh, cha của Neymar thậm chí còn bày tỏ mối lo ngại tương tự. Ông từ chối đưa ra mốc thời gian con trai mình trở lại tập luyện nhưng nói với Talksport rằng Neymar sẽ đủ sức để chơi trận chung kết World Cup 2022. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến tuyển Brazil và các fan của đội bóng xứ Samba đứng ngồi không yên. Tiền đạo có biệt danh người ngoài hành tinh hay do béo và là huyền thoại bóng đá thế giới người Brazil, Ronaldo đã có một bài đăng dài trên Instagram cá nhân động viên hậu bối Neymar. Ronaldo viết cho Neymar trên Instagram, "Tôi không thể bắt đầu bức thư ngỏ này theo bất kỳ cách nào khác, cậu rất tuyệt với Neymar. Một kẻ khổng lồ, tôi chắc chắn rằng hầu hết người Brazil, giống như tôi, ngưỡng mộ và yêu mến cậu. Nhân tiện, tài năng của cậu đã đưa cậu đi rất xa, bay cao đến mức mọi nơi trên thế giới đều yêu mến và ngưỡng mộ cậu. Và cũng chính vì lý do này, vì thành công đã đạt được mà cậu phải đối phó với biết bao đố kỵ và ác độc. Một cái gì đó giống như người ta ăn mừng chấn thương của một ngôi sao như cậu với một câu chuyện giống như của cậu. Chúng ta đã đi bao xa, đây là thế giới nào? Chúng ta đang truyền tải thông điệp gì cho giới trẻ? Sẽ luôn có những người chống lại cậu, nhưng thật buồn khi thấy xã hội đang trên con đường tầm thường hóa sự không khoan dung, bình thường hóa lời nói căm thù. Hôm nay tôi viết thư cho cậu để chống lại bạo lực bằng lời nói với sức mạnh hủy diệt này, hãy trở lại mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, khao khát hơn. Những điều tốt cậu làm trong và ngoài sân cỏ lớn hơn nhiều so với sự ghen tị với cậu. Đừng quên một giây về hành trình đưa cậu trở thành thần tượng bóng đá thế giới. Brazil yêu Neymar. Những người hâm mộ thực sự, những người ủng hộ cần những bàn thắng, những pha lừa bóng, sự táo bạo và niềm vui của cậu. Hầu hết những người Brazil đều dành tình yêu cho cậu, hãy vui lên Neymar. Và cậu có thể biến tất cả sự căm ghét của họ thành năng lượng. Với tất cả những ai đã đọc đến đây, tôi yêu cầu các bạn hãy gửi năng lượng tích cực tới đội tuyển quốc gia Brazil, tới Neymar, tới Danilo và tất cả các cầu thủ.